Trong lời phát biểu sau trận đấu thất bại trước Uzbekistan ở vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã đưa ra lời xin lỗi và chịu trách nhiệm cho kết quả đáng thất vọng của đội tuyển. Trung cho rằng Uzbekistan không phải là đối thủ mạnh, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam không thể hiện đúng năng lực của họ. Uzbekistan đã thi đấu không thực sự sắc sảo, chủ yếu đánh bóng dài và thiếu sự bọc lót, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại chưa sẵn sàng cho các tình huống bóng hai. Kết quả là, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại không một huấn luyện viên mai đức trung đã nhận xét rằng bàn thua đến từ một kịch bản không cần thiết mặc dù áp đảo đối thủ trong cả hai hiệp đấu đội tuyển việt nam đã thể hiện sự vội vàng trong các pha xử lý và phối hợp trên sân đối phương điều này đã dẫn tới những pha bóng không có độ chính xác cao và thất bại trước đối thủ được đánh giá thấp hơn huấn luyện viên mai đức trung đã phân tích phải thừa nhận là đội tuyển nữ việt nam phối hợp chưa tốt mặc dù có sức lực mạnh mẽ hơn so với uzbekistan đội bạn bị chuột rút khá nhiều nhưng đội tuyển việt nam không tận dụng được lợi thế đó họ cũng chơi bóng bổng thay vì tận dụng thế mạnh của họ, cần tập trung vào tiếp xúc bóng và chuyền bóng nhanh và chuẩn xác hơn. Mặc dù ác đảo trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam không thể ghi bàn, gặp khó khăn trong việc phối hợp và tận dụng cơ hội.